avi xin mến chào tất cả các cô chú các anh chị và các bạn gái kênh navy đoàn cuộc sống mỹ Vlog lót avi xin gửi lời chúc sức khỏe merry christmas and happy new year đến tất cả các cô chú các anh chị nha ngày hôm qua đó các bạn ơi tuyết rơi quá trời luôn rơi nặng lắm luôn á nhưng hôm nay thì có vẻ trời nó na, trời nắng lên rồi cho nên là hy vọng tuyết sẽ tan mọi người thấy um, mấy cái cây này không? <laughs> đây là một trong những cái um, cái góc quay quen thuộc của iv chứng kiến bốn um, mùa ha mùa xuân mùa hè mùa thu thì những cái cây này lá rất là nhiều màu xanh màu vàng màu đỏ giờ nó trụi lá luôn rồi tuyết rơi nặng lắm luôn á các bạn ngày hôm qua đi đường mà sợ quá trời luôn cùng mai hôm nay là nghỉ ở nhà. giờ mọi người thấy tuyết nó còn còn động lại trên mấy cái um, cái chậu mày vi trồng cây không? giờ nó tan bớt rồi đó ngày hôm qua nó nặng lắm luôn nó hình như là dày tới 7 inch đó trên cái um, cái thành hàng rào mọi người thấy tuyết nó nó còn động lại không? tại vì do thay cái cửa kính đó tại vì sợ mở ra nó rất là lạnh luôn ngày hôm qua nhiệt độ tới um, rất là lạnh độ F thì uh, iv không lạnh nhưng mà độ độ C là hơn âm 7 độ C luôn á cái cái cây nó vẫn còn uh, một chút lá xanh xanh uh, đây là cái con đường ngày hôm qua có xe nó tới nó nó cào bớt tuyết rồi cho nên cũng đỡ với lại con đường này là con đường chính cho nên nhiều xe chạy á cho nên tuyết nó cũng tan bớt cây cối thì nó vẫn như vậy sừng sừng đứng sừng sừng luôn á mọi người trên mấy cái nóc nhà tuyết nó còn còn trắng xóa luôn. Tại vì ước kia có thể đi ra ngoài được để có thể quay cho cả nhà xem mà lạnh quá. À, sợ bị cảm lạnh. Qua đây thời gian rồi mà vẫn chưa quen với cái lạnh cả nhà ơi. À, tuyết quá trời luôn. Hy vọng là nắng lên nó sẽ uh, sẽ tan bớt tuyết để đường đi nó 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 đỡ hơn. Mặc dù nó tan tuyết nó tan nó sẽ hơi ướt với là hơi um, hơi trượt á, mọi người đi xe mà không cẩn thận là nó sẽ dễ bị trượt bánh Nhưng mà vẫn đỡ hơn là có tuyết Mọi người thấy xe chạy chậm Chạy chậm, đường nó vắng tanh luôn Cái, okay, Nó rơi tuyết ngày hôm qua là ngày 26 tháng 12 là sau một ngày Giáng, một ngày sau Giáng sinh đó Có nhiều năm nó rơi đúng ngày Giáng sinh luôn Nên người ta gọi là White Christmas nhưng mà năm nay thì nó lại rơi sau một ngày mà ngày hôm qua là nó rơi nặng AV xin phép tạm dừng video này ở đây. AV xin mến chúc cả nhà luôn vui khỏe và bình an. Mùa đông sắp đến rồi, tuyết cũng sẽ rơi thêm nữa. Cho nên là hy vọng tất cả các cô chú, các anh chị nào có lái xe ở cái vùng tuyết thì nên cẩn thận nhé, trang bị những cái dụng cụ cần thiết. AV xin phép chào và hẹn gặp lại tất cả các cô chú, các anh chị trong những video tiếp theo. Bye bye cả nhà.